Rồi dừng lại luôn. Dừng lại luôn. Đây rồi, đây rồi. Ôi trời ơi, anh Tuấn. Đây, hôm bác đẹp trai hôm qua đây rồi. Anh Tuấn. Chào các anh em. Anh Tuấn đi đâu đấy? Anh Tuấn đi đâu đấy? Hả? Anh em tìm anh mà. Tìm anh gì? Em chủ yếu tìm anh mà. Ôi trời ơi, lại đi. Ôi thật. Thôi mấy đứa về đi. Về nhá. Nhớ về follow kênh TikTok Tuấn Phượng Hà 36 nhá. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Follow lâu chưa? Lâu rồi. Em tìm anh chứ không tìm ai đâu. Từ hôm qua giờ em tìm anh. Đi xe máy à? Vâng, em đi xe máy. Ok, về đi. Anh hôm qua em hỏi thật lắm, sao hôm qua anh lại chơi em hỏi thật thôi, em hỏi thật thôi, em muốn vậy thôi, còn em thì anh biết rồi. Đấy, em hỏi sao hôm qua anh lại làm em mệt mỏi thế? Không ai làm gì không? Thế anh cứ nói. Em là nói rồi, em thì không bao giờ em làm phiền đến các anh, nhưng các anh lại cứ muốn làm phiền đến em. Cứ đi theo. Và khi đi ô tô ra chào anh em cái đi nào. Chào, được chào bao giờ đâu. Chả được chào anh ạ. Thế thôi, về đi. Về là sao lại em không về? Anh chưa có lời với em không bao giờ em về luôn, thật sự luôn. Đấy anh ấy, đúng anh thôi, em chỉ tìm mình anh thôi mà. Tối giờ em tìm chỉ mình anh. Anh làm gì hôm qua anh biết mà. Hôm qua tí nữa em hút qua anh lại làm cho em tí nữa là em đâm qua anh là lại to chuyện. Đúng không? Hôm qua anh tí nữa anh làm cho em một phát nữa là em ngã. Đấy, đúng không? Anh đúng không? Anh công nhận đi, anh công nhận hôm qua là anh sai không? Nhưng mà hôm qua anh làm cho em tí là ngã như vậy, đánh có sai không? Hôm qua đang đi đúng không? Anh đi trong, em đang đi sau anh làm cho em phát, anh ôm cua phát như vậy thì anh nếu mà em mà đâm qua anh thì làm sao? Làm sao mà quay đầu được? Hôm qua anh cứ nói anh hôm qua anh không nhận sai thì em không bao giờ em đấy đâu. Anh phải nhận sai em mới về, không bao giờ em không về luôn. Thế rồi. Không phải quay gì, đúng thôi, cái đấy là cái rõ ràng. Còn hôm qua anh vượt đèn đỏ em chả nói nữa, đấy là em không nói nhá, cái đấy vấn đề đấy. Vâng, em đi quay thì bán máy. Đấy, à, em không biết được nhiều hay ít nhưng mà anh em với nhau thì cứ phải tử tế đàng hoàng. Em không thích anh em mình có xích mích gì hết nên là... Gặp nhau rồi nhưng mà hôm qua anh chơi như vậy là không được với em. Thế rồi đúng không? Đấy nên là từ hôm qua giờ em về, hôm qua em có ngủ đâu. Em thức cả đêm. Em thức cả đêm có ngủ đâu. Thật sự luôn à. Đấy thật sự luôn. Đấy. Đấy. Còn sai gì là. Đấy thế là anh nói vậy là ok không? Em chả bao giờ làm phiền với anh. Anh sai thì anh biết lỗi là ok. Là em không bao giờ làm phiền anh ấy. Về nhá. Thế là hôm qua là anh sai nhá. Không phải em sai nhá. Nhưng mà hôm qua anh sai em sai. À, anh hôm qua anh sai em sai. Thì nói vậy là được rồi nhá. Thế là sao đừng có như vậy thế nhá. Thế thôi và anh em gặp nhau nhiều. Nhớ nhá em nhá. Các em này anh không nói gì đâu. Nhưng mà chủ yếu xếp các em thôi nhá. Ok, đi.